Quải đông cung tế lễ xưa nay, phát vật châu heo đưa mì bài, kẻ mất cho ăn suy khó hiểu, người còn bác đại lạ lùng thay. Nam mô A Di Đà Phật. Đầu cuối lại cầu quyền thất cây tổ ngọ, đáp ơn bao bộ phân thành. Nay con quy Phật tu hành, cứu quyền thất tổ lòng thành, chỉ lời Phật dạy từ bi bác ơi ai, và nhân từ quán đại mở mang, hiếu hô chung con giữ vẹn toàn, từ dài chẳng dám lăng loàn như xưa. Sao hướng đặng phước thừa của Phật, hồn nhẹ nhàng vượt khỏi tử sanh, nguyện đem công quả tu hành, cứu trong tông tổ vạn sanh liên đài. Về Phật quốc ngày ngày an lạc, cánh càng giống dòng giảng thoát lưng trầm, rồi đem đạo Pháp quyền thâm độ trong sanh chung hết lầm hết mê. Cá giảng vật đồng dây Phật cầm, chẳng liên trần áo anh gạt lường, nguyên cầu chư Phật mười phương, nét bàn tịch tịnh là đường vô sanh. Nam mô A Di Đà Phật. Còn một bài nữa. Quải đông cung tế lễ xưa nay, phát vật châu heo đưa mì bài, kẻ mất cho ăn suy khó hiểu, người còn bác đại lạ lùng thay. Cháu con bao hiếu theo nhà Phật, cha mẹ qua đời thủ lễ trai, trong sạch nghĩa nhân dạy thì mới đang hồn linh siêu thoát nhẹ cao bay. Nam mô A Di Đà Phật. Mình mệt lắm rồi, không còn sức để đọc nữa lần này. Được rồi, được 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 được. Nam mô A Di Đà Phật. Bàn giới luận đăng cõi chân
bị danh lợi xe lợi tình nghĩa mới tranh giành rồi sẽ cùng nhau phơi thay mà chẳng nũng nào tránh cùng với đợt chừng nào mới wow wow wow. Bây giờ mình chơi một chút nữa thì được. Nhỉ. Chơi một chút nữa là đọc nữa. Nghe nghỉ một lát đã. Ủa mình chơi một bài nữa thôi. Nam mô A Di Đà Phật. Khai ngọn nghe đúc từ bi chí thiện nghe tìm con lành dắt nghe lại Phật đường thương dân hiền giáo đạo Nam Phương đặng chỉ ngõ làm lành lành giờ sạch thanh đạo ghi trong tâm tờ người mới sanh tâm thiện trời dành bởi lớn lên tập nhiễm lợi danh nên tật xấu che mờ thiện tâm thiếu giáo dục thiếu thêm đức hạnh ta quyết nghi lòng nhất nghi lại tấm xương mắt tình đời dèm xem ghét ư rừng kinh kệ ít người hay chờ qua mắt mỏ bởi chân phán ngữ nên người đời khó kiếm trôi ra mỏ chuông bài đọc tùng ngôi la chớ hiếm kẻ tường thông nghĩa giờ trước mắt thấy điều hồ mây nên đóng tình bác ấy dặn gieo những ai lợi dụng làm sẵn cho suy sụp chân nhân mà mất nào có khác mây đen phủ ơi bích rồi dắt nhau đến chỗ dài ngay lấy tinh thần hiệp dáng nghi ngút mây trong bộ đạo tự thân phải xử
cắm trần gian nhiều nói lao lung, việc tu tịnh ít người hiểu lý. Trong ba tánh muốn nơi cao quý phải truy tầm quyền bí nơi cơ, từ sống kinh cho đến thi thơ, trong chôn ấy nhiều nơi chồng yêu. Tao làm chi nhưng chung với yêu ấy là người bốn phần phải trao. Khuyên dương trần đừng nay cần lao, cùng ráng sửa ráng trao nền đau. Tu đầu mù tóc không cần phải cạo, miệng cho rồi cái đạo làm người. Cái từ nay là khóc là cười, vì buồn bực thấy đời biến chuyện. Các chư Phật từ đây là tuyên, như coi ai là đức nghe hành hiền từ. Lời sách xưa cần thủy tri ngư, cần sơn lạnh trần gian truy biểu. Trong xâm giảng nếu ai không hiểu tầm kế này, ta chỉ nẻo đường quét dài chẳng nên nói lời thường, cho xâm chúng đời nay dễ biết. Trời giông gió sai mùa sai tiết, ngày nắng cùng mưa cũng khác xưa rồi. Khuyên dương gian bỏ các việc tội, đặng lo liệu cho tròn phân sự. Nam mô A Di Đà Phật.